nghệ thuật của một người phụ nữ hạnh phúc. Mọi người có thể để ý thấy đúng không? Ở bên ngoài những cái cô gái mà hơi cá tính một chút, có thể gọi là hơi láo cáo một chút đấy, và hơi chảnh chọe một chút, nhưng mà biết yêu thương bản thân mình, biết chăm chút cho bản thân mình thì lại hạnh phúc hơn, đa phần là hạnh phúc hơn rất nhiều so với những cái bạn mà rất là đoan trang, hiền thục, thục nữ mà chúng ta hay gặp ở bên ngoài. Mình cứ hay nói là hồng nhan bạc phận ấy, tức là rất là yểu điệu thục nữ, rất ngoan ngoãn, nghe theo lời chồng, sự sắp đặt, là con ngoan, là trò giỏi, là một người vợ mẫu mực và đảm đang. Nhưng những người đấy thường hay bị bất hạnh hơn. Còn những cái cô mà cô rất là chảnh chọe đấy, không làm theo đúng cái chuẩn mực của một người vợ hoàn hảo theo cái khuôn phép của người Việt Nam bây giờ, thì lại thấy đa phần là các cô ấy hạnh phúc hơn rất là nhiều. Thì bởi vì như thế này này, cái quan niệm của làm vợ ngày xưa nó đã sai so với cái thời buổi hiện tại rồi. Bản thân bác sĩ Hoa cũng được nuôi dạy trong cái môi trường kiểu mẹ bác sĩ Hoa là một người rất là tuân thủ các phép tắc lễ giáo ngày xưa của các cụ. Nhưng trong bản thân mình luôn luôn có một cái gì đấy mình muốn làm khác đi, bởi vì mình thấy rõ ràng cái đấy không mang lại hạnh phúc cho một người phụ nữ. Đàn ông họ có tính, họ là chinh phục và theo đuổi. Họ sinh ra để chinh phục và theo đuổi, và kể cả theo đuổi người vợ khi mà đã lấy làm vợ rồi. Còn bản thân một người phụ nữ của chúng ta, cái việc của chúng ta duy nhất đấy chính là làm sao để cho mình có trở nên có sức hút. Cái sức hút là như thế nào? Mình không theo đuổi, mình không chạy theo một người đàn ông để hôm nay anh ăn gì em nấu, hôm nay anh muốn mặc cái gì thì em chuẩn bị xong, hay là hôm nay anh đi đâu để em chuẩn bị sẵn quần áo. Cái đấy là không. Mình đã làm thay cái nhiệm vụ của một người đàn ông, tức là họ phải theo đuổi mình. Thì làm sao để có thể dung hòa được, bởi vì cái ADN của một người phụ nữ khi mà càng lấy chồng mình lại càng yêu chồng mình, và mình luôn nhìn thấy càng ngày mình càng thấy chồng mình phong độ hơn, đẹp trai hơn, và mình muốn gắn kết đối với chồng hơn. Nhưng mà để giải tỏa được cái vấn đề này thì mình sẽ cần có cho mình cái sở thích và cái gọi là cái thế giới riêng của mình. Khi mà mình có sở thích, mình có đam mê riêng, thì khi mà mình bị cuốn vào cái đam mê và cái sở thích đấy, mình sẽ không dành toàn bộ cái thời gian để đi quản xem là chồng mình hôm nay đi đâu, chồng mình hôm nay gặp những cái gì, điện thoại của chồng mình có bao nhiêu tin nhắn, có bao nhiêu cuộc gọi, hay là đang có vấn đề gì xảy ra. Mình hoàn toàn không còn thời gian quá nhiều để cho cái việc đấy nữa. Mình chuyển bớt cái thời gian của mình sang cái sở thích riêng của mình. Giống như là mình có thể đọc sách, mình có thể cắm hoa, mình có thể học thêu thùa, hay là mình đi học một ngoại ngữ mới, hay là mình tiếp xúc với những cái môi trường, với những cái môn học mới, ví dụ như là mình đi nhảy này, đi tập yoga, đi múa ba lê chẳng hạn, vân vân. Mình giảm bớt cái tần suất quan tâm tới người chồng của mình đi, thì mọi người sẽ thấy là tự nhiên bản thân mình cảm thấy cái thế giới của mình nó phong phú hơn, nó hạnh phúc hơn. Mình không phụ thuộc vào hoàn toàn cái cảm xúc của ông chồng. Về nhà ông ấy vui thì mình sẽ vui, ông ấy đi làm về nhà ông buồn thì mình sẽ buồn theo, không có nữa. Mình nếu như mà anh ấy vui về nhà, ok, mình hòa theo cái việc vui đấy. Còn nếu anh ấy buồn thì thôi, xin mời anh vào phòng của anh buồn ấy, và sau khi hết cơn buồn thì ra hai chúng ta cùng ngồi lại nói chuyện với nhau để giải quyết cái nỗi buồn đấy. Còn bản thân mình á, mình không được phép là làm cho cái năng lượng của mình tụt xuống theo cái nỗi buồn của chồng mình. Lúc đấy là mình sẽ vẫn có thể tìm niềm vui ở bên ngoài. Ví dụ như lúc đấy là mình như bác sĩ Hoa chẳng hạn, khi nào cái chồng mình có cái căng thẳng stress nhá, họ sẽ không nào có thể nào là tươi cười được rồi. Nhưng mà có một cái này mà bác sĩ Hoa áp dụng được theo sau khi mà đọc những cái cuốn sách mà bác sĩ Hoa giới thiệu cho mọi người ấy, thì lúc đấy là sẽ để cho họ đi vào cái hang của họ, chính là cái phòng để đóng kín cửa lại, và trong ngồi trong đấy khoảng tầm 30 phút. Thì trong 30 phút đấy mình không được phép làm cho cái năng lượng của mình nó tụt xuống theo cái người đấy, chứ có hai người cùng buồn với nhau là kéo nhau xuống vực đấy. Thì có thể là mình sẽ đi chuẩn bị một món ăn ngon, hoặc là mình sẽ cắm hoa hay như thế nào để làm cho cái tâm trạng của mình nó phấn chấn trở lại. Sau đấy khi mà để cho cái người kia họ ổn định tâm lý đặng rồi, thì hai vợ chồng ngồi nói lại với nhau, mình sẽ nâng cái năng lượng của chồng mình lên. Mình phải hạnh phúc thì những cái người xung quanh của mình mới hạnh phúc. Không tội gì ấy là mình kéo cái năng lượng của mình xuống, rồi lại kéo cả cái năng lượng của chồng mình càng ngày càng buồn xuống. Bác sĩ Hoa không nói là bản thân bác sĩ Hoa hoàn hảo hay cuộc hôn nhân của bác sĩ Hoa hoàn hảo nhá, nhưng khi áp dụng một vài cái mẹo nhỏ nhỏ như thế trong một vài trường hợp thì mình thấy là cuộc sống của mình nó dễ chịu hơn rất là nhiều.